Làm bát mình mộ nè em ơi. Tối nay quyết định khô máu nè. Ơi. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và tối hôm nay thì cũng khá nhiều anh em yêu cầu. Và sau khi cái bát 10 cũng đã đạt sắp sửa 500 like rồi. Và cái lần này lần bát 11 và Khải sẽ cố gắng làm cho anh em xem và mong rằng không ai phá nè. Phá thì đánh cục cái lúc đánh nó hơi bị chán nè. Mong không ai phá thì dám mình làm thôi. Hôm nay sẽ ra bát 11 và anh em xem ủng hộ 500 like nha. Ủng hộ 500 like video tiếp theo này Khải sẽ up vào ngày mai. Anh em ủng hộ thì Khải sẽ cố gắng làm những video này cho anh em xem. Đó đúng không ta? 28, ở đâu đâu cũng dư sức. 32, 30. Ui, tính này dư không đúng, từ nhiều quá. 32, bên kia 30. Bớt ra nè mày, không đủ chỗ. 32 với 28 thôi, nên mình giờ đến 30, quá dư không được. Đây, tại Khải đang giao dịch qua ngày mì rồi, thả nè, thả bot. Anh em đang xem cho một like em ơi, gần 200 anh em đang xem này, mỗi người cho Khải một like ủng hộ anh em. 1140. Bên ngày mì có mấy chục vạn là đủ một cái hai luôn. Ngày mì Khải còn bảy mấy vậy. Rồi ok. Tao đồ e Tam ơi. Ok anh. Tao đồ nào em? Tao đồ 201, 204 đó. 201, 204. Đang cầm tiền nhiều vậy, thằng nào nó quýnh cơ chết không vậy? Anh bật vào lobby sư lên để tự thoát game chứ anh. À ok. Còn 19 lần đúng không? Thằng nào đồ sát tự thoát game đúng không? Đúng anh. Mấy công nó đang dành cầm một mấy ngàn mấy vàng em, nó đụng phát chết luôn nè. Rất mớ tiền ấy. Rồi đó, tự vợ đúng không? Tự vợ ai quýnh là ai đồ sát là đồ tự tự thoát game. Rồi ok. Nghe mi xong này. 201, 204 đúng không? Anh chỉ việc đứng trong góc này anh thả là em đánh thôi đúng không? Đúng đó. Cần có gì không hay là nó có chạy lung tung không? Anh đừng. Để em đừng một lần cho anh coi nè. Rồi đứng rồi. Từ để Khải xuống cho anh em xem luôn nha. Từ em ơi. Chuẩn bị cho bom anh. Từ cho anh xíu, Để anh thoát nem độc ra, anh lóc Thúy Yên vào nhặt đồ. Đứng chỗ nào em? Rồi, thấy rồi. Chỗ cái bom anh ơi. Thấy rồi. Rồi giờ sao? Ngay đó luôn hả? Rồi anh, quay mặt vào cái đồng rơm đấy. Quay vào đồng rơm rồi, ok, ra đi. Đi dưới ngựa anh em, nó khỏi bị lắc. Rồi, ok. Sao anh thấy cái góc cây dưới nó chuẩn hơn em? Đâu, cái góc này là chuẩn nhất rồi anh. À. Anh đi thẳng bao úp mặt vào. Rồi, ok. Được rồi. Anh thả thường con đi. Gì vậy? Không ở trạng thái chiến đấu. Ủa? Bảo không ở trạng thái. Làm phi trạng đấu đánh. Phi trạng đấu là không được phu đi đâu hết. Không được ra khỏi thành. Là ạch này đang phi trạng đấu mà. Anh phải đứng trong thành về. Ở trong ba lan huyện. Không được đi ra ngoài. Không phu đi đâu cả. Nãy chưa phu đi đâu luôn á. Nãy anh làm giống em á. Rồi anh thử lại lần nữa. Bao nhiêu phi trạng đấu là anh đánh quái được mới được. Không ở trạng thái. Anh đánh skill được là được. À đánh skill được là thử. Ồ dạ là lúc nãy chưa được rồi, để làm lại nha. Anh làm dung đó, chưa được ta. Chờ anh xíu nha. Chưa đánh được. What the hell. Chờ tí nè mày. Có sai sót bước nào không? Đợi tí nha, đợi tắt mic nha mày, chờ Khải chút nha.
Ok, xong rồi anh em ơi, bây giờ Khải cũng chuẩn bị lock out Thế Yên về, nhận boss và lại tách nhận đồ. Từ nha. Rồi. Rồi anh lock Thế Yên gì? Bây giờ Thế Yên anh đỡ nhận đồ nha. Ai, lock Thế Yên nữa anh em ơi. Rồi chuẩn bị vô thôi. Hẹn anh em đúng 11 giờ anh em. Tầm này là quất là được rồi anh em. Thế Yên. Rồi. Bình thường Thế Yên nhặt đồ này Tâm ơi. Lâu lâu lâu. Tên gì anh rồi, tên gì anh? Đó đây anh chạy về đây, gần tới rồi. Thế Yên thì không có đồ anh em, Thế Yên khá Isida. Rồi bà Tơn, Thế Yên đào may mắn 27 em. Rồi con này đứng nhận đồ nha, con này chỉ đứng nhận đồ thôi. Ok anh ạ. Rồi, được chưa, ổn định chưa? Bà Tơn, bà Tơn chính thì bà Tơn chính đứng nha vui em. Ok luôn ạ. Rồi em có bà Tơn nào nữa không? Đến gọi lại. Không anh ạ. Thiên Sơn em còn không, Thiên Sơn em còn không? Còn anh ạ, con đủ hết anh ạ. Ok ok, quá tử hết báo anh, còn hai bình này. Rồi anh thả nha. Ok. Thả thử một con này, hai con này, rồi múc em ơi. Phải góc đó không? Đụng lên ơi, đụng lên ơi. Rồi ok, xúc. Anh thả 4 con luôn. Rồi, chờ nhiệt đồ thôi anh em. Ok anh em, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu 4 con khai đao đầu tiên. Không biết Grad chở bom hôm nay đánh cho Khải không biết ra gì không anh em ơi. Cứ thử vận may thôi anh em. Thử vận may thôi anh em. Nhiệt đồ tất cả, rồi. Em đánh từ từ, không có em độc đam mà, không có phụ đam mà. Không anh ơi, năm độc phụ đam nó mít hết anh ơi. Nó mít may mắn á. À, bà Tăng hay năm độc phụ đam, bà Tăng hay dùng năm độc phụ đam. Ok, đợi Khải soi cái màn hình đánh bói cho anh em xem, soi màn hình nhiệt độ cho anh em, bói đồ cho anh em xem nha. Rồi. À, mới mở 4 con đầu tiên thôi em ơi. Mới mở 4 con đầu tiên thôi. Đại chính thì đứng xem, đại chính đứng chơi hiểu ai. Nhận đồ, nhận đồ, nhận đồ, nhận đồ. Ui, đồ có vẻ ngon ấy. Đấy, từ từ á, từ từ á. Nhầm con rồi, nhầm con rồi. Cứ đánh này em. Từ từ nha. Khải lỡ cho ông con đại chính nó nhặt rồi, đây tí. Con này bớt nè. Rồi cái lần này Khải sẽ lấy hạt chính cho anh em soi này. Rồi anh em soi đồ. Hiện tại bây giờ khá nhiều đồ. Ui da, nhiều quá nhiều quá. Chẳng tí nè em ơi. Rồi anh thả boss tiếp nữa. Em cứ đam nha, em cứ đam nha, anh thả boss tiếp nè. Tí nhiên nào, rồi. Em ơi thả boss nè, quốc tiếp em ơi. Tiếp tục 4 con. Tâm ơi, Tâm ơi. Đây anh em ơi, sơ đồ anh em xem. Kích này. Ui, làm 120. Tâm ơi, nghe không em? Làm 120, không anh thua. Anh từ từ, ủa. Thế đi cả rồi. Chờ tí nè em ơi. Anh em đang xem cho một like, một chia sẻ lấy cố gắng ra siêu phẩm anh em ơi. Hôm nay bát 11 anh em ơi. Mong sẽ ok đâu đó nè em ơi. Đây Khải sẽ cho anh em xem. Kết này rác nè em ơi. Shop này. Đai lưng. Rác này. Rác này. Kháng lôi 12 rác này. Một cái đao làm 140. Có tiền. Rác luôn. Áo rác luôn. Ui tầm một dòng không vậy. Đai lưng 520 C. Bao tay 520. Nón khăn lôi shop. Dây chuyền kháng họ. Đai lưng kháng họ shop. Giày kháng họ 29 rồi. Cái này cho xe thôi. À nhiệt độ. Khải nhiệt độ bên kia. Khải cho anh em xem tiếp nha. Rồi ộp con bên này đi. Chuyển lại Thế Yên cho anh em. Anh chính cho đứng bên em. Anh chính đứng chơi đi. Không có làm gì hết. Rồi
vứt cái này rồi, vứt cái này ra, vứt cái này ra. Anh mày bánh lụng, anh mày bánh lụng, anh mày bánh lụng. Rồi, hiện tại bây giờ còn con thổ mộc. Thổ mộc hiện tại bây giờ được hai cây vũ khí rồi nè. Hai cây vũ khí rồi. Đã thả thêm boss, đã thả thêm boss. Đã thả thêm boss. Thổ này, mộc. Hai con mộc gấp kìa, ba con luôn, thả nhiều nhiều luôn. Con gì nữa đấy? Kim cô bổng nè. Yến nè. Anh Khải ơi, đừng di chuyển con Ami anh Khải ơi. Ok ok. Do ngày mi nãy anh kích nhầm nó mở rương á. Rồi ok. Đây, sơ đồ cho anh em xem mấy cái đồ này anh em. À đây đây anh em ơi. Khui. Trì trước này. Một dòng một anh em. Shop này. Xong đao. Shop luôn này. Vào tay 540. Ui, thắng lôi 5. Không có gì anh em ơi. Và mong bán những mọc ra nhẫn như chuyện miệng bắn là đẹp áo thân pháp 13 shop độc sát 25 không có gì nè mày một dòng kháng lôi 19 shop được cái bóng là bóng sida thôi bóng này đỡ bán cho xe nào xài cũng được em hay là cho ai đó cũng được ai cũng lôn khả năng vậy một hai đây. Hiện tại Khải đang làm bát 11 em ơi, mong rằng anh em ủng hộ 500 like năm 500 like Khải sẽ cố gắng mua thêm lần bài và làm thêm bát 12 cho anh em xem. Anh em xem đừng quên ủng hộ cho một like chia sẻ giùm nha anh em ơi. Gần 400 anh em này, mỗi người cho Khải một like giùm anh em. Anh này á, được Khải soi cho anh em xem luôn. Nãy Khải nói rồi, anh này sẽ mày bánh 12 anh em. Sẽ mày bánh 12 anh em. Đây. Cái này là của Grab bên xe băng cho bên băng xe. Dây chuyền mấy mảnh 3 dòng 1. Nhẫn mấy mảnh 3 dòng 1. Nhẫn mấy mảnh 3 dòng 1. Ngọc bội mấy mảnh 3 dòng 1 set 12 anh em. Set 12. Em được bao nhiêu ca phúc duyên em? Đao độc sắc 29. Độc sắc 29. Độc sắc 29 anh em. Quần áo này mang cho vui được kích thôi chứ không có được gì. Độc sắc 29 được kích cái đao thôi, mang áo được kích đao. Rồi bị thổ chết này. Bị thổ chết này. Bị thổ chết này. Hôm nay mong không ai phá đánh ok nè. Khải có 6 mấy con đánh cho hết luôn nè. Thổ hơi lâu. Hello Mạnh Nguyễn nha. Hello Bàng Lê Văn. Hello Quỳnh Xuân. Hello Tùng Phan Minh. Góc này đẹp thế à. Hello Duyên Trường. Hello Nam Định nha. Góc này chất lượng hả nè. Góc này thấy ok đấy. Không biết cái đồ viết không mà hôm trước là cái ông Grab cho bom này này đánh cho Grab chơi Grab Snow nè, được nhận được cái gia truyền kháng cả 16 nè, gia truyền kháng cả 16 hồi thủy. Thổ chết trước mà được cái bọng với cái đai lưng, bọng với đai lưng thì khó mà nhai anh em ơi. Thổ mà đai lưng với nhẫn thì canh rồi. Anh em đang xem ủng hộ một like ủng hộ anh em ơi. Và video này Khải sẽ cắt sang một cái video mới và vào ngày mai Khải sẽ up lại và mong rằng anh em đã xem rồi thì hãy ghé ủng hộ Khải một like và cũng như một view để Khải có tinh thần động lực đỡ ra vì cái bát 12 anh em. Nói chung đủ 500 like thì Khải sẽ tiếp tục mua làm bài boss và gom đánh cho anh em xem. Kháng tất cả 16 hỏa thủy. Ok, hỏa kim luôn, đúng rồi, hỏa kim anh em, hỏa thủy chán lắm, hỏa thủy cùi lắm. Rồi nhận đồ. Mộng này. Ôi, mọc một cái nhẫn là ngon em, mọc một cái nhẫn là ghiền rồi. Mọc một cái nhẫn là thích rồi em. Thả boss tiếp này. 1, 2, 3. Kích này. Từ từ nha. Ồ, cái góc này không nhặt được trời. Từ từ, cái này phải bật em tô kim. Tô nhặt trong thành anh em. Ôi dạ. Từ từ bắt tắt từ nhiệt độ nè mày. Rồi, soi. Khải bật cho anh em soi luôn. Đây. Áo. Khăn lôi 5. Shop này. Đai lưng. Và hiện tại thằng em Tâm này Grab chở bom nè.
sang bot cho anh em với set may mắn 12 và 20 xu cho một con nha Nam. Anh em nào cần thì cứ liên hệ Khải Chỉ do Facebook anh em liên hệ thôi. Khăn băng 13 shop. Khăn lôi 19, cái này bán cho xe cũng được nè. Nhẫn khăn độc 5. Ơi khăn độc ơi khăn băng 5 thì giống độc 30. Không anh thu. Khăn lôi 7 không anh thu anh em ơi. Kích shop này. Ngọc bội không anh thu. Rồi, tiếp tục. Ba con tiếp, 1 2 3. Sông đào, còn sông đào. Sông đào khăn lôi 7. Dây. Dây này số luôn em ơi. Mai ba đâu này nữa, có thể cho xe cũng được nè. Không dặn VIP lắm, dặn như đồ sinh lực động lực nữa nè. Hôm hồi nay mình không dám vứt rác nè em ơi. Vứt rác này em phá quá. Chưa được gì ngon em ơi. Có đâu cùi vẫn xin liền skill nhanh Khải. Ok ok, tới có đâu cùi Khải cho nè. Văn Ngọc Đàm ơi. Ông kia nút được 30k phúc duyên nè. Nói chung là cũng hên xui nè. Không biết là em đó nút được bao nhiêu phúc duyên rồi. Tâm ơi, lâu. Nghe anh ơi. Em nút bao nhiêu phúc duyên rồi? 5k anh ơi. 5k. Ờ 5k. 5k phúc duyên nha Nam. Ờ nãy được một cái đào 540. Còn lại toàn rác thôi. Tính ra nãy cho được chỉ một cái đào 540 thôi. Nhật này. Phá thân trì. Ok. Thổ. Thả thêm hai con này. Kim. Ôi hai con kim thơm mê. Đợi Khải nhặt con này một cái nữa rồi tính tiếp nè. Góc này có vẻ rất là đẹp đó nè. Đẹp hết. Từ từ. Đang giao dịch cho nó 50 xu. Nó cắn cái nến là lấy may mắn nhặt đồ vậy. Quên. Xin siêu phẩm. Nhạc này. Ôi ơi, thu nhật chạm cái này full anh em ơi. Ok, vũ khí kia kẹt anh em ơi. Ôi góc này khó nhặt đồ em ơi. Tâm ơi. Do con Ami của anh á. Do Nga Mi hả? Con Ami anh đừng góc đâu là được. Con Ami anh di chuyển lội góc rồi. Từ từ kiếm lại Nga Mi em ơi. Trời ơi, thế ông nhập chảm góc này không nhặt được anh em. Rồi nhặt được rồi, Ôi hỏi sắc xì đà. Từ anh em Khai chạy lại Nga Mi à. Đánh xong này anh chạy lại Nga Mi à. Rồi xóa đồ cho anh em cái bát này em ơi. Được một vài cái mà Khai xốp sơ cùi quá. Tiếp tục. Nón khăn lôi 7 shop. Khăn độc 20 shop. Trời ơi được siêu phẩm mà độc sắc rồi Tâm ơi. Top 20 độc sắc 25 em ơi. Đồ ngon. Được phải hóng binh anh em ơi. Bot xem này anh ơi, bot em xem. Ok ok đây. Đây. Đồ cái chì em ơi. Này mà ra đao luôn cũng ngon nhỉ. Đao cái bại. Cái chơi vậy em ơi. Rồi tiếp tục này cho anh em xem này. Nó chạy là Nga Mi này. Nó thả là Nga Mi này. Góc này được mà ta. Thả này. Rồi đánh em ơi. Rồi tiếp tục em ơi. Được cái chơi độc sắc khăn lôi rất là đẹp. Cái này tóc 30 luôn chứ. Chơi tóc 30 luôn nè. Gia truyền rác này. Gia truyền làm chậm 30. Nón nè. Xong đao cùi luôn. Ok. Khải chuyển siêu phẩm qua bên kia anh em. Nó khỏi bờ lỡ bị bắn nhầm anh em. Bắn nhầm là ton luôn ấy. Tí nữa Khải sẽ chốt đồ cho anh em xem. Được một cái chì anh em. Anh xem sơ qua nè. Đó. Đây. Chì siêu phẩm anh em. Khắn lôi 20 nữa mà. Ngon mà. Cái đao này nếu mà thấy đao chuyển sang đao thấy đao nó cầm nó bêm khỏi nói luôn anh em.
đi cái bot thì bác đạo. Ok, hình xui, nói chung là vậy là cũng là siêu phẩm rồi nè. Ngon rồi. À, không phải không hợp tác mà hôm nay bà tăng mắc anh em ơi. Bà tăng mắc thì Khải cũng tìm người khác đánh cho vui nè. Đỡ anh em hóng mấy công, không có siêu phẩm nha. Không có video cho anh em. Rồi, Khải chuyển siêu phẩm qua bên kia nha. Khải chuyển siêu phẩm qua bên kia. Rồi, Khải chuyển siêu phẩm bên kia đỡ khỏi bị bắn nhầm anh em. Mấy này đỡ. Ba cái này không yên thua. Rồi, ok. Khải vứt bớt rác con này luôn nè. Tí nữa Khải sẽ chốt đồ một lần cho anh em xem. Rồi, nhiệt độ. Tối nghiệt đao, Hồ Yến. Anh may mắn nhặt đồ nè. Rồi, mọc chết trước nè, thả nè. Thủy, dính theo con thủy. Ôi, con mọc đúng một lần bài phong đồ vãi nồi. Một con chì đẹp anh ơi, chì đẹp, chì đẹp. Anh em xem lại một lần nữa nè. Đâu rồi? Đây. Đó, mới ra cái chì anh em, chì này quá đẹp rồi, sát thương 90% rồi chứ, vãi nồi. Cái này mà chán chán, Khải cầm cái đao này, Khải đánh vẫn ok anh em. Đao này nếu mà kích đánh ok đấy. Không, cái này chuyển sang nỏ là có tiền anh em. Nỏ này đánh đi sang bất đại là bá cháy luôn em. Cái này mà nỏ nha, nếu mà ép sang nỏ được là bá cháy luôn ấy. Cái nỏ tầm này đường môn nó cần anh em. Đường môn cần thì đánh bất đại các kiểu. Nếu mà sang nỏ được, nếu mà không bên sang nỏ được sẽ vô tiền. Cái chơi thì không ai xài. Rồi, bó cho anh em xem mấy món đồ này. Họ sát ngồi công 3 vứt. Nó 530. Áo sốt. Bao tay 20, sốt luôn. Ngọc bội sốt luôn. Sốt luôn. Sốt luôn. Ơi, có một cái nhẫn. Có một cái nhẫn em ơi. Từ từ xem con này Khải bó tiếp. Anh em đang xem, 500 anh em đang xem, mỗi người một like ủng hộ Khải em ơi. Vậy video này Khải sẽ trích sang, Khải sẽ làm một video mới và sẽ là video bắt 11. Và mong là anh em có thể ghé qua video mới ủng hộ Khải một like, một chia sẻ ủng hộ. Và cũng như 500 view Khải sẽ 500 like chứ, 500 like Khải sẽ tiếp tục lên bát 12 nha anh em. Đúng rồi, cái này không nọ quá quá chắc luôn em. Có tiền mua nút phong duyên sau này ra đồ tím bao không lỗ, đúng rồi. Tâm nghiên cứu phong duyên nút vào em. Sang nhà có đồ VIP. Đào đám hờ kim thì vô lúa luôn em. Tóc 30, độc sắc 25, sát thương lý 90, kháng lâu 20, quá đẹp. Ui, ngon 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 ngon. Không biết chưa cái gì nè mày. Mở bot, khui bot, khui bot. Rồi, khui cho anh em xem. À đó, chết thêm một con nữa mày. Đồ nhiều quá, chết thêm một con nữa khui được ấy. Tí nữa Khải sẽ chốc đồ cho anh em xem. Đài lưng lâu. Đồ còn nhiều anh em ơi. Kiếm đài rương khôi khui luôn cho nó chắc. Có sản phẩm rồi anh em ơi, có sản phẩm rồi. Cái đó mà chuyển sang cái nỏ là quá chắc luôn. Có đao tốc độ đám 30, sát thương 40 thì cho anh em xin xin anh Khải nha. Xem một bánh 12 anh em ơi. Grad chỗ bom đang đánh xem một bánh 12. Hôm nay thay chủ thôi anh em. Hôm nay thầy chủ đánh boss thử như thế nào. Xem mảnh 12 đây anh em. 12 à. Đào độc sắc. Hoàng Minh cho anh em xem với nhau. Ok anh em luôn. Rồi, nhặt đồ. Ok, bói. Không đợi anh em chờ đợi lâu. Nón, shop. Nón, shop. Áo, shop luôn. Shop luôn, nhặt đồ anh em, đợi nó chặt chỗ anh em. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Nón, kháng hỏa 16, shop luôn. Dây, shop luôn anh em. Kháng hỏa 13, không có gì. Anh này, anh em xem. Shop luôn.
Trời ơi, cái áo không có phục hồi, sốt luôn. Nó 530 này thôi rồi. Không được lên, không có gì xấu dòng. Sốt. Áo khăn lôi 17 sinh lục lực. Không có gì nữa mày. Sốt. Bao tay. Sốt. Ui, sao đa số trang bị nó một dòng không mà ta. Ôi, được một đai lưng 29 rồi nè mày. Được rồi. Một đai lưng 29 khăn lôi. Trời, ngọc bội 520. Này 40 có tiền em. Ôi, chưa có gì gọi là VIP nè mày. Mới được cái chùy thôi. Cái chùy tóc 30, độc sắc 25, kháng lôi 20, sát thương một lấy 90%. Rồi thả bó tiếp. Kim. Kính cái bó tử ok ok. Nhiệt độ. Ôi, mắc sao toàn thố không anh em. 500 anh em cho mỗi người cho Khải một like anh em ơi. Và video này Khải sẽ kết, Khải sẽ làm bát 11 anh em. Và mong rằng anh em ủng hộ Khải video Khải up lần sau anh em. Còn hiện tại anh em đang xem live trực tiếp thôi. Còn cái gì Khải kết ra video khác á, anh em ủng hộ 500 like video ủng hộ dùm Khải nha anh em. Khải sẽ cố gắng ra bát 12. Thố. Trời ơi, toàn thố không vậy. Thả thêm mấy con anh em, toàn thố không à. Thả quá trời rồi em, trong góc này nhiều lắm, khai thả nhiều lắm. 4-5 con ấy. Có là ngon rồi anh em, toàn 2 lần trước rồi. Đúng rồi, kháng cao 20 nữa, kháng 20, kháng lôi nữa, quá đẹp. Siêu không binh luôn cho nóng hả? À, mong nay có nhiều siêu phẩm đỡ quất tiếp bậc tập 12, ok anh em luôn. Cố gắng ra siêu phẩm đỡ có kinh phí anh em, đỡ có kinh phí rồi. Cố gắng ra tập 12. Khải đi vô lái thêm thử lên bài bot đây. Họ thủy chết trước. Xem thử còn thiên sơn không em cánh đi. Đứng góc nó không thấy gì luôn. Họ này. Một ngọc bội. Thủy này, lấy con Thủy nữa bó cho anh em xem nha. Chùy 30 kim bán không Khải à. Bán luôn em, bán luôn, bán nhanh luôn lấy vốn. Chùy mà anh em không ai mua giá đó đâu. Rồi, bói cho anh em xem luôn. Vũ khí thấy nhiều vũ khí là ưng rồi anh em, thấy nhiều vũ khí là ưng rồi anh em. Ngập bòi rồi, phi đao rồi. Bình sắc 36. Sốt. Ngập bòi 540. Ôi, một dòng sinh lực 10 vãi nồi. Dày. Một dòng thái lực. Sốt. 520. Sốt. Bao tay chúng độc 30. Sốt. Trời ơi, chúng độc 30. 520 này bó rồi. Còn hai cây vũ khí với đai lưng. Kháng lôi 29 này bó rồi. Vũ khí. Họ kháng họ bằng sắt 26 vãi nồi. Đao kháng họ 30 chón. À đao này, đao này bán chắc được vài trăm vạn. Đao này bán được vài trăm vạn. Đợi có đao cùi cùi khai cho đao khác. Tí nữa rất nhiều đao lắm anh em. Thả tiếp này. Rồi, bói luôn nè mày. Hai ba cái áo bói luôn nè mày. Kháng bình. Kháng bình 7. Kháng bình 9. Không được gì. Khải bước vứt qua cái khác đến khỏi chặt rừng nè. Thế nên Khải sẽ sau lại đồ một lần cho anh em xem. Thủ này nó chặt rừng nè, được cái đai lưng 29 nè. Với lại một cái đao cấp 10. Làm chậm 40. Đó,
Được, hai món đó là nhìn nhất với lại cái chùy. Chùy tóc 30, độc sắc 25, khăn lon 20, sát thương một lý 90%. Trời, cái đó mua gì nè, bản sắc hai mấy mua gì, không đủ móc luôn nè. Bản sắc sida nè, bản sắc cuồng. Hóng là nọ mày ra là có tiền nè. Hóng nọ là đường môn cầm sấy đi sang boss. Cái boss đại quét bá cháy vô chết nè. Ra siêu phẩm đao tóc 30, sát thương 90 VL, sát thương 90 làm gì có nè. Ông này có vẻ đánh boss hơn mà tăng. Ở bên mà tăng đâm boss nhanh. Nói chung là mỗi người một cách đánh anh em. Mỗi người một cách đánh thôi. Miễn sao có may mắn thiên sơn rồi quá tử trên đầu là được. Nhật đồ, 3 cây vũ khí. Hiện tại anh em đang xem cái video bắt 5 sang boss của Khải và Khải sang một rương anh em. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha anh em ơi. Đừng quên ủng hộ like chia sẻ 500 like. Khải sẽ cố gắng tiếp tục lên bát 12 cho anh em xem. Ở video này Khải sẽ up lại nha anh em. Và mong rằng video up lại anh em cũng ủng hộ như cái lần livestream này nha anh em. Nói chung là anh em ủng hộ trên video like, ủng hộ Khải ít anh em. Nói chung ủng hộ Khải ít view nè. Ủng hộ thì Khải mới có doanh thu rồi làm tiếp cho anh em xem. Hiện tại như này Khải đang đặt 4 con, thêm một con nữa đi. Con thủy nữa, dính thủy rồi. 540 người xem anh em, mọi người một like ủng hộ giùm anh em ơi, cảm ơn em rất nhiều. Hiện tại bây giờ Khải đã có một món siêu phẩm, đó là cái chùy tóc 30, độc sắc 25, sát thương lý 90%, với kháng lôi 20. Cái này mà khoán ra cái nỏ đi sang boss đại cho đường môn là quá chắc anh em. Đường môn rất là dễ dàng kép boss đại bằng cái nỏ. Ông này mà mang 20k phú duyên nữa thì ngon cơm mà. Một tháng được 10 mơ tiền YouTube không? Một tháng Khải được khoảng 7-10 triệu anh em ơi. 70 triệu tiền YouTube, 70 triệu tiền YouTube tầm đó. Yo. Ôi, kẹt đôi giày. Từ từ bói nhanh anh em, bói nhanh lá đôi giày. Áo shop này. Ok. Còn đúng một con khả thả thêm anh em. Rồi ok, lần này sẽ bói cho anh em xem cái rương thứ mấy này không nhớ. Rất là nhiều cây vũ khí, bói mấy cái giày trước đi, giày áo. Khăn lôi 4, sử dụng lực shop. Áo. Khăn lôi 7, shop. Khăn lôi 15, shop. Trời ơi, khăn hỏa cao mà không có khăn tất cả nè. Vũ khí. Khăn hỏa 7, shop. Ngập bòi khăn hỏa 19 cũng được, tạm ổn. Đây lưng khăn lôi 11, cho xe cũng tạm ổn. Một dòng 1, shop. Sắc thương lấy 10, độc sắc 11, shop. Được cái sức lực cao nè, 150. Cái này mà kháng lôi thêm 20 là có tiền nè. Kháng lôi có 2, thảm quá. Kháng độc 2, shop luôn. Đao. Trời ơi, là một đao độc sắc 35. Ôi, đao này mình cầm luôn em ơi. Đao này khai cầm luôn em ơi. Ôi, đao này ngon vãi. Đao này đánh boss y bài luôn em. Bóng. Rồi, độc sắc kháng lôi 15 cũng được. Kháng lôi 15. Đao này khá xài luôn em ơi. Đây, Khải đang xào, đang xài cái đao Sida. Rồi ok, nhận đồ. Thả tiếp. Thổ mập. Tại bóng đao, ok. Đao này cũng thấy Khải cầm luôn nè. Tí nữa mang áo là thấy nữa, kích rồi. Khải thấy đang xếp một bán chín nè. Hai này. Ba này, đó, thấy Khải đang xếp một bán chín. Rồi, boy.
Ui, áo xấu dòng anh em, vãi nồi. Áo xấu dòng anh em ơi. Kháng động 25, khá đẹp ấy. Sinh lực, nội lực. Được, cái này cho Nam Phong được nè. Bóng khăn lôi. Cái đào rồi, đào. Ui, bình sắc 4 vãi nồi cái đào. Bình sắc cái 4 rồi nè. Ây, đây, cho anh em nào có đào này anh em. Này, ai xin cái đào đâu ta. Này, ai xin đào này mời. Khải còn tầm 20 con nữa nè, 20 con boss nữa. Rồi, bó cái này đi. Áo ra. Em mà Ascend Down đâu anh em. Này Ascend Down đâu, trên kênh Discord này anh em. Hello Trồng Hương Sài Gòn nha, hello anh em nha. Trên Discord đi xác nhận, quên trên YouTube xác nhận dùm Khải nha. Tên game này vừa được Khải giao dịch nè. Áo shop nè. Bóng ơi. Bóng này coi nè, đao thì đài đào cho. Áo kháng lôi 15 shop nè. Giày kháng lôi 28, ui cái này làm phôi à. Rồi, không có gì nữa mà. Rác tồn tập. Trời ơi, chỉ có một người trên YouTube xin thôi mà, với đông vậy anh em. Cho Nam Phong cái này nè, kháng động nè. Ôi, như vậy. Đồ ông kia ông đứng giao dịch mình như vậy. Như thiệt hả trời. Thôi anh em né giùm anh em ơi. Khải chuyển qua nghe mi anh em. Lôi. Không có cho anh em, cho nhiều quá. Anh em tới chặt chỗ nè. Bạn gì tôi đánh kháng lôi chưa? Chưa TV su su ơi, chưa. Giờ đó Khải vẫn đang giữ nè. Tha bot. Ok. Này có cái con, có ai trên này à? Nhẫn này. Đao này cho ông nào luyện kêu lúc này hỏi nha. Một nhẫn một đai. Khải con khoảng 22 con anh em ơi. Nó giao dịch cho ngày 10 nó mở luôn. Kim. Nhận đồ. Một dây chuyền hệ liên vãi liệt. Trong rừng quá. Anh em đang xem ủng hộ một lá anh em ơi. Rồi thả boss tiếp anh em ơi. Một này, hai này, ba này. Đó. Nhẫn này. Nón này. Ok. Chết thêm con này nữa, bói luôn anh em. Chết thêm con này bói nha. Hiện tại video đánh một rương này thì Khải nghĩ nó dao động khoảng tầm 60 phút thôi anh em ơi, 60 phút thôi anh em. Mong là anh em đang xem ủng hộ một like nha anh em. Thổ chết này, thổ ra cho chuyện ơi. Ui, thổ kích nè. Thổ ra cái kích không anh thua. Thổ ra cái vũ khí không anh thua nè. Bói nè. Thổ ra cái vũ khí không anh thua nè. Mong chỉ hút thôi. Vậy. Kháng banh 3 số. Nón 6 shop. Kháng độc 13 shop. Chúng độc 20 sinh lực 20. Cái này cũng shop thôi. Chả được gì nữa. 3 30 11. Ui, không anh thua. Cái này giả tẩu thôi. Không anh 25 sinh lực lực. Khá ok ấy. Một dòng đẹp. 520 kháng độc. Ui shop. Nhạc. Ta bot.
Rồi, tiếp tục cho anh em xem cái rương mới này. Tiếp tục xem rương mới này. Áo shop. Áo 19 shop. Rồi. Toàn áo 3 dòng anh em. Kích. Ui, kích kháng độc. Số thương 96%. Rồi, shop. Ui, cái này số thương 900 anh em ơi. Không có tốc độ nha. 5 dòng mà không có tốc độ này mày. Mày số thương 9 cùi quá. Áo. Shop luôn. Shop này. 0325. Kháng độc 15. Cái này chực bỏ này mày. Shop thôi. Song đao. Kháng lô 19. À song đao này ok nè. Bán nhân ngày mì được nè. Kháng độc 6. Shop. Sinh lực cao. Ok, shop thôi em ơi. Mới này nó làm foil thôi. Foil dòng sát thương đầu tiên khá là nhiều người cận lắm. Thả thêm boss nè. Khải còn khoảng 10 con thôi em ơi. 10 con nữa thôi. Sinh lực cao nè. Áo nè. Một, hai, ba, bốn, tám con. Rồi. 8 con cuối cùng. Như lại 5 con trong này nó là khoảng 12 con. Hết rồi. Đã nhặt hai con này rồi bó luôn anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like ủng hộ video ở Bát 11 này anh em ơi. Tí nữa Khải sẽ sâu đồ cho anh em xem vừa rồi Khải có một cái chùy top 30, độc sát 25 và sát thương 90% và kháng lâu 20. Một chùy Khải nghĩ là cũng khá là siêu phẩm trong buổi tối hôm nay. Nếu mà cái đó mà hóa ra cái nỏ là quá đẹp luôn em. Hóa ra nỏ thì đường môn đi đánh một đại bao chất luôn em. Kết một đại hơi bị kinh luôn em. Đúng rồi, dọn rương em. Rồi, nhặt đồ. Khổng tước linh. À, hờ hỏa mà hai cây vũ khí nè. Anh hờ kim anh em. Rồi, anh hờ kim mà mở đồ tiếp. Rồi. Còn bao nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ây cha cha. Rồi, đợi xong thì 1, 2 con nữa Khải sẽ bó cho anh em xem. Nhạc này. Bỏ nha này mày, bỏ nha. Đài lưng chuyển hóa chất thương 10, không có gì luôn. Đài lưng này cùi thôi em mày. Lấy dòng chuyển hóa. Dày kháng độc 11, shop. Kháng hỏa 7, shop. Dây chuyền hợp thủy 5 dòng giả tẩu. Làm chậm 20, shop. Nhận. Không có gì luôn. Ngọc bò làm chậm 30. Đồ, cái này 40 là có tiền này. 30 không ăn thua. 30 cho xe. Áo 13 shop à. Kháng độc sinh lực lực. Khổng thức linh shop. Shop. Hai vũ khí không có gì nè mày. Hai vũ khí đen quá. Hai con cuối. Còn 4 con nữa nè. 4 con nữa. Kháng độc 8. Ui. Nhỏ nhờ. Đồ cái áo này không phục hồi nè em ơi. Áo này phục hồi 40 nữa. Vô tiền nè em. Áo này phục hồi 40 hơi bị đẹp nè em ơi. Trời ơi cái áo này nè em ơi. Kháng độc 22. Sinh lực nội lực chỉ có 9 vái thôi. Không có phục hồi. Shop rồi. Đai lưng kháng độc 5. Shop. Tiêu. Sát thương 51. Kháng độc 13. Sinh lực sát thương 4. Shop. Rồi. Lấy thêm tiền. Không đủ tiền dạng. Lấy thêm một em ơi. Còn mấy con nữa thôi. Hết rồi. Gần hết rồi.
Hãy còn khoảng 5 con nữa em ơi, 5 con cuối cùng. 5 con cuối cùng, để tôi nhặt thử được gì nhỉ. Một bóng, một áo, một nón. Còn một con thỏ nha, cho cầu giờ một tí đi. Khải giao cho tiền vàng mà. Đi tiền vàng nè mày. Còn mấy con cuối cùng thôi, không biết được gì không. Rồi. Nhiệt đồ. Con, hai con. Đây tới, giờ tới, còn hai con nè. Họ giao cho tiền đó. Bốn con chứ, còn bốn con. Bốn con cuối cùng. Bốn con cuối cùng nè mày, chúc. Thả phát một là bốn con cuối cùng là xong luôn nè mày. Thả xong khải bó cho anh em xem bốn con, ba con vừa rồi được gì nha. Anh em đang xem ủng hộ anh em ơi, ủng hộ like này. Thả cuối cùng nè. Một nè, hai nè. Đó. Bó cho anh em ơi. Áo ơi. Khống binh 16. Sốt. Rồi, nón khăn lôi 30, nón hợp thổ nè. Cái này giờ đang đi theo hướng vũ khí mọc thì mày ra xài. Cắt đi nè, ai mua thì bán nè. Khăn lôi 14, shop, vũ khí rồi. Khăn lôi 19, à, ngày mày mang được nè. Ngày mày xe mang được nè. Áo. Khăn bằng 3, shop. Trời ơi, đôi giày vãi nồi. Tóc có 19 nè. Tóc có 19 sinh lực cao. Hết rồi. Này nó cho rác rồi. Hãy giao dịch cho. Bảo bất đồ rồi nha. Này. Nón nè. Rồi, hai con này, hai con nữa hết rồi em ơi. Ui chà, full nè. Thả thả cho nó khỏi chọc chỗ. Một, hai. Rồi, cuối cùng. Cúng cùi nè. Cúng cùi nè. Rồi. Áo. Rồi, khắn lôi 17 sinh lực, nội lực. Không có phục hồi. Cái này phục hồi 40 là cái áo này vô tiền rồi em. Vô lúa ấy. Tại vì server này rất là hiếm cái áo 40 phục hồi. Rất hiếm luôn em. Khải không thấy luôn. Khắn lôi 3. Cái này rồi này, nón trên này. Khăn lôi 9. Dây chuyền, dây chuyền. Ôi trời ơi, dây chuyền kháng cả xấu em ơi. Cái này mà 16 phải vô tiền không? Cái này mà phải 16 phải vô tiền không em? Trời ơi, kháng cả cả xấu trời. Quá nhỏ. Kháng cả xấu em ơi, tiếc quá. Quá tiếc em ơi. Trời ơi, cái này mà thiệt chứ. Kháng lời 11, kháng cả 16 cái là vô tiền rồi. Ít nhất phải 3 củ, 4 củ cái gia truyền kháng cả 16 nè. Sinh lực cao, sốt. Sốt. Ờ, ngập bỏ kháng lời 22. Không có sinh lực, nỗ lực 55 cũng được vài trăm xu. 520, sốt. Quá nhỏ. Ok. Hai con cuối, hai con cuối. Quá tiếc nè mày. Kháng cả xấu trời. Mầm hai. Ông này đánh đồ ngon hả?
ra cho chuyện kháng cáo mà mất cái xấu nè em. Trời ơi, cái đám 16 là thu hồi vốn luôn nè em. Thu hồi vốn luôn đó nè em. Rồi, con cuối cùng rồi. Bàn thủ cuối cùng rồi. Hết lần bài luôn rồi nè em. Hết lần bài luôn rồi. Rồi, còn hai con thỏ cuối cùng và cả sẽ sâu đồ cho anh em xem. Hết rừng rồi này, hết chỗ rồi mà, còn có vài chỗ rồi. Ba rừng đồ sạch sẽ này. Cái giờ đó mà nếu mà 16 nè, trời ơi vô tiền khỏe luôn nè. Kháng cả 6 kháng lôi 11 vãi nồi. Không binh hả? Ok. 16 thì họ nhìn thèm phải biết hả? Không binh đi hả? Để coi thì có thị tinh không anh em? Tại vì tầm này mua thị tinh hiếm lắm. Tầm này mua thị tinh không ra nè mày. Ok, hello anh em 160 anh em đang xem nha. Anh em đang xem ủng hộ Khải một like giùm anh em ơi. Và ở video này Khải xin nói với anh em luôn, Khải sẽ up lại trên kênh Khải với cái bát xanh bot. Đại xanh bot lệnh bài bot bát 11. Mong rằng video đó đủ 500 like thì Khải sẽ tiếp tục ra bát 12 nha anh em. Đó, video Khải chuẩn bị ngày mai Khải sẽ up lên. Và anh em nào đã xem rồi thì có thể ghé qua kênh và xem ủng hộ Khải một view. Và cũng như chém gió với anh em trên kênh cho vui nha anh em. Và video bát 11 đó mà đủ 500 like thì Khải sẽ tiếp tục lên bát 12 nha anh em. Khải sẽ tiếp tục mua một rương nữa đánh bát 12 cho anh em xem nha. Hai con cuối cùng liền. Hai con cúng cùi cuối cùng nè. Cúng cùi cuối cùng nè. Khui. Cuối cùng nè, để coi được gì đây. Đây 19-30. Thổ rồi, đại thổ không ăn thua rồi. Áo. Ui, không có phục hồi. Có phục hồi mới có tiền nè. Sốt. Trời, kháng băng 23. Không có kháng tất cả. Cái dây này mà kháng tất cả 20, kháng băng 23 còn gì phải nói nữa nè. Chắc chơi người dơi luôn nè. Nón này nãy bó rồi, vũ khí kháng băng 2. Ai, ok, nói chung là tối hôm nay cũng có một ít đồ khá là gỡ vốn anh em à. Khá là gỡ vốn á. Ok, nó khải tổng đồ cho anh em xem. Ok, hết rồi. Ok, thấy nó khải đưa lương đưa kia xong. Ok, nó khải tổng đồ anh em xem nha, nó khải một chút nha. Này anh sẽ giao dịch đó, đồ viết qua cái chính rồi show đồ chính cho anh em xem. Mấy cái rác anh sẽ đưa qua này nè. Anh em chờ chút nha, Khải sẽ tổng đồ cho anh em xem. Và cái đồ sơ sơ Khải sẽ bỏ rác nè. Khải sẽ chốt những món đồ nào bán có giá trị thôi nè, cho anh em xem cho nó nhanh. Còn những đồ nào không có giá trị Khải sẽ chuyển về cái rừng khác. Và rồi này, bắt đầu nè. Kháng độc 25. Món đồ kháng kháng đẹp đẹp Khải cho anh em xem. Lôi 22. Lôi 19. Vũ khí kháng cả 6. Trời ơi, do đó mà nói thiệt nè, kháng cả 16 là vô tiền luôn nè. Mà tính ra ông này đánh ra toàn đồ mắt thôi nè em ơi. Mắt kháng á. Theo qua dự khai thái thì đa số là đồ mắt kháng nè. Kháng rất là đẹp. Rồi. Rồi, chốt. Xanh bot này mình tự đánh nè. Không, cái bot này cả thơ người đánh nè. Tự đánh lâu lắm. Gái chốc đồ cho anh em xem cho chút. Ok. Gái chuyển ít đồ cho anh em xem nha, cho chút nha. Đang chuyển đồ nè. Chúng được ít đồ nè, cũng được ít đồ không có nhiều lắm. Kháng cá xấu nè.
Nhẫn nhẫn. Đây đây. Đa số là rất là nhiều nè, đa số rất là nhiều. 52 19 rồi. Chúc xem lương độ cho anh em nè. Rồi, được hai đứa anh em xem, nói chung là cũng được vài món. Tính ra tối nay Khải đánh tốn khoảng 15 kim. Hơn 15 kim, 16 kim rồi đó. Ai Ngọc bòi làm trong ăn 2 à? Nam hay nữ? Đây Ngọc bòi làm trong ăn 2. Đây, nó đang chốt thì bên kia nữa. Ngọc bòi đúng không? Nam. Ok, nam thì có cái ăn 2 đây. Ăn 2 cho anh em xem. Này, một món ăn 2 nè. Rồi, đó, chỉ được như đồ này thôi, không có gì lắm. Rồi, Khải chuyển sang ạc chính rồi, cho anh em xem tổng đồ thử được gì nha anh em. Xem tổng đồ nha. Nói chung là cũng cố gắng tương tác với anh em một tí. Tại vì là nó không nhận được đồ đâu nè, tại vì chỉ có trong beta mới nhận được thôi nè. Chỉ có trong beta mới nhận được đồ thôi. Đây, Khải chuyển sang đồ cho anh em xem đồ nhận trong tối nay được gì nè. Chung là tính ra khoảng bay khoảng 17 kim. 17 kim anh em ơi. Tối nay bay khoảng 17 kim và nhặt lại được ít món đồ. Đây. Tổng hợp lại những món đồ cho anh em xem thử được gì nha. Đầu tiên sẽ là cây siêu phẩm thăng trì, phá thăng trì tốc 30. Kháng lôi 20. Sát thương một lý 90%, độc sát 20. Cái này mà hóng ra cây nỏ anh em. Phải gọi là bá cháy một chết nè. Đánh bất đại kế thì khỏi nói, khỏi phải bàn. Cái một đài khỏi bàn nè. Rồi tiếp tục. Cây đao là 140 dòng 1. Cái chì này Khải nghĩ chắc hơn 10 kim thôi nè. Nếu mà không bên ra nỏ thì mới ra có giá hơn chút. Cho cái này Khải là phôi á, Khải nghĩ nó chỉ có tầm khoảng 12, 13 kim tầm đó. Cao lắm là 15 kim đó. Nói chung là nếu mà anh em muốn hóa thì được Khải gom thị tinh Khải hóa thôi. Rồi tiếp tục. Cái đao là 140. Cái đao này chắc cũng được 2 kim. Cái này không có rác. Cái này rác. Cái này kháng lôi 15, anh thua. Tại vì đồ khá là nhiều, Khải chỉ bôi những cái món đồ xịn xịn anh em sơ sơ qua. Rồi đai kháng lôi 29. Đai kháng lôi 29 này bán được khoảng kim rưỡi. Cao lắm là 2 kim rưỡi nè. Đó. Tại vì sinh lượng khá là thấp. Kháng lôi 22. Cái này kháng lôi 22, ngọc bòi kháng lôi 22 chắc bán cũng được tầm 200 vạn, 500 xu. Đây tầm 500 xu nè. Ngọc bòi 520 số 530 dòng 2. Cái này à, kháng lôi 19, ngày 10 cộng, ngày 10 búp, cũng vài trăm xu thôi. Nó kháng lôi 25, cái này cũng vài trăm xu thôi nè, không có cao lắm. Nó này sẽ kháng lôi 30, nói chung mà đụng chúng nó còn thố nữa thì đa số rồi, gió đang công lôn xài. Mà ai phải đi theo xét vũ khí thủy với vũ khí mọc thì mới xài được nè. Cũng hoa anh thu. Rồi, tiếp tục là gia truyền kháng cả 6, kháng lôi 11. Cái này mà kháng cả 16 thì nó thiệt nè, bao chắc người, chắc chơi người dơ luôn nè. Tính sơ qua thì Khải nghĩ cái rương này chắc cũng hòa vốn nè, không lỗ lắm, hòa vốn. Hòa vốn chứ không lỗ nè. Gỡ vốn, nói chung là không gỡ vốn nữa mà hòa nè. Cái này bán nhanh 500 xu. Lấy lọc. Được thì lái cũng được thôi nè. Rồi ha. Cái này nghe bị bóp nè. Đây lưng, nón, khá tất cả anh xấu, trùy, và lại cái này 16 kim. 16 kim thì chắc là hôm nay đánh hòa vốn này mà không có lỗ đâu. Hôm nay hòa vốn, hôm nay hòa vốn. Giờ chuyện này bán được bèo bèo 2-3 kim. Hòa vốn này mà. Rồi, ở bát 11 này thì Khải úp lại nha anh em. Anh em xem và đã xem rồi á thì có thể kích sang video mới ủng hộ Khải 500 like ở video
up lên lần sau nè, ủng hộ Khải nên dùm like. Khải sẽ có tinh thần động lực, Khải sẽ cố gắng mua thêm lệnh bài làm tiếp bắt 12 cho anh em xem nha. Và ok, cảm ơn anh em đã xem rất nhiều và chúc anh em một buổi tối xem lại chuyện vui vẻ lắm. Ok, và bây giờ Khải sẽ up cái video này xuống và Khải sẽ tiếp tục mà anh kinh nghiệm cho anh up cấp bên kia nữa.